Tướng Shoigu bất ngờ hé lộ quân đội Nga sắp có 3.500 vũ khí làm chủ xung đột. Đó là gì? Trong cuộc họp của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Shoigu cho biết thêm rằng để thích ứng với các điều kiện chiến trường hiện đại và tăng tiềm lực của binh lính, quân đội Nga có ý định giới thiệu các phương pháp tiến hành chiến đấu mới. Sự ra đời của các phương pháp tác chiến mới sẽ giúp cho quân đội có thể thích nghi tốt hơn với các điều kiện hiện đại của cuộc đối đầu vũ trang. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, những thay đổi sẽ cho phép phát triển lục quân và hải quân, cũng như cung cấp cho họ những trang thiết bị hiện đại. Ví dụ cụ thể là để cải thiện hệ thống thông tin liên lạc trong quân đội, các công nghệ viễn thông tiên tiến với các yếu tố trí tuệ nhân tạo đang được giới thiệu. Trong năm 2022, sẽ có hơn 3.000 vũ khí và thiết bị mới sẽ xuất hiện, khoảng 170 cơ sở hạ tầng quân sự sẽ được đưa vào hoạt động ở quân khu phía Nam. Ngoài ra hạm đội phương Bắc sẽ nhận được hơn 500 vũ khí, đảm bảo bảo vệ một cách đáng tin cậy các biên giới phía bắc của Nga. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng nhấn mạnh